Những năm qua, ngành chăn nuôi ở nước ta nói chung, Thanh Hóa nói riêng, liên tiếp phải đối diện với dịch bệnh lây lan trên đàn gia súc gia cầm, gây nhiều thiệt hại cho bà con nông dân. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, làm gì để có lãi là câu hỏi của rất nhiều người. Hà Văn Huân, một thanh niên dân tộc Mường, đã quyết định chọn con nuôi đặc sản là lợn rừng để xây dựng nên mô hình trang trại lợn rừng xứ Thanh. Sinh năm 1986, chàng thanh niên người dân tộc Mường Hà Văn Huân được bà con thôn Trúc, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nhắc đến với mô hình chăn nuôi lợn rừng cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ngay từ khi còn đi học, Hà Văn Huân đã không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập, tích lũy kiến thức để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Năm 2013, nhận thấy các sản phẩm gạch không nung của gia đình, thị trường cạnh tranh trở nên khốc liệt và gần như bão hòa, nên anh dự định phát triển kinh tế theo chiều hướng mới. Lúc đó, anh Huân đã chọn mô hình chăn nuôi lợn rừng. Bắt đầu từ cái suy nghĩ như thế nào mà anh lại đầu tư sang chăn nuôi cái mô hình lợn rừng này? Trước đây thì mình cũng có nuôi một hai con, nhưng nhận thấy cái giá trị kinh tế của con lợn rừng này nó cao. Với thứ hai nó cũng dễ nuôi mà nó có sẵn nguồn thức ăn ở địa bàn, có đủ các cái điều kiện như thế, em nghĩ là chăn nuôi lợn rừng có hiệu quả, cho nên em chuyển sang chăn nuôi tập trung. Thế ở cái thời điểm đấy thì nhân dân ở trong vùng đấy thì có nhà nào đã xây dựng cái mô hình chăn nuôi lợn rừng ở đây chưa? Thật ra thời điểm đấy thì không có ai ở trong đây người ta làm được cái mô hình này cả, cho nên là các mọi cái thông tin thì bọn em cũng mù tịt, chủ yếu là tìm hiểu qua sách báo rồi bắt đầu tự học hỏi kinh nghiệm dần. Vậy thì bắt đầu từ cái suy nghĩ và cái động lực như thế nào để anh nghĩ đến cái việc là sẽ đưa cái con giống này về đây chăn nuôi? Em cũng có đi tham quan một số nơi, một số cái trang trại người ta làm đấy. Bắt đầu em thấy người ta làm, lúc đầu thì em cũng làm, nhưng mà làm không đạt được giống như người ta. Trong quá trình học hỏi thì bắt đầu là em nghĩ là có kinh nghiệm dần, rồi bắt đầu là em triển khai xây dựng lên. Khi chuyển hướng phát triển kinh tế, bước sang lĩnh vực chăn nuôi, Hà Văn Huân gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kiến thức chăn nuôi. Để có vốn làm ăn, Huân đã quyết định vay ngân hàng bạn bè và người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, anh tích cực học hỏi kiến thức qua sách báo, Internet, cũng như tham quan các mô hình chăn nuôi lợn rừng ở nhiều địa phương khác để có kinh nghiệm về cách chăm sóc. Lợn rừng là vật nuôi đề kháng tốt với dịch bệnh, dễ nuôi và tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn, đồng thời sản phẩm lại có giá trị kinh tế cao. Với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, cùng sự hậu thuẫn từ gia đình, chẳng bao lâu mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng của anh Huân đã đi vào ổn định, đem lại thu nhập khá cho gia đình. Năm 2018, anh xuất chuồng gần 100 con lợn thịt, sau khi trừ chi phí lãi gần 200 triệu đồng. Đỉnh cao cho năm 2020, khi thị trường giá thịt lợn tăng cao, anh xuất bán và thu lãi về gần 600 triệu đồng. Hiện nay, anh Huân đang mạnh dạn đầu tư để tái đàn và hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vậy thì trong tương lai, cái thời gian tới đây này, thì anh có dự định gì không? Có mở rộng thêm cái quy mô chăn nuôi của gia đình lên không? Mình muốn mở rộng cái quy mô số lượng lên khoảng 150 nái. Hiện tại thì mình có 60 nái rồi, nhưng mà muốn mở rộng lên quy mô 150 nái. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, Hà Văn Huân còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động đoàn thể, là đoàn viên thanh niên nhiệt tình trong mọi công việc, tích cực vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới. Bằng những kinh nghiệm có được trong quá trình làm kinh tế trang trại, anh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho các bạn đoàn viên thanh niên tại địa phương có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình. Với những nỗ lực phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, chàng trai dân tộc Mường Hà Văn Huân xứng đáng là tấm gương điển hình cho các đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số học tập và làm theo. Từ đó, người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và góp sức cho sự phát triển chung của quê hương làng bản.